Kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Xin mời quý bà con và các bạn đến với bản tin được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay của chúng tôi. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn hãy ủng hộ kênh một like, một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng hai con số nhờ nhu cầu thế giới cao và vận dụng FTA. Do nhu cầu dự trữ lương thực của nhiều quốc gia trên thế giới vẫn không ngừng tăng mạnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, gạo Việt Nam ngày càng khẳng định được chất lượng cao, chiếm được nhiều ưu thế, uy tín trên thị trường quốc tế. Còn một điều nữa là chúng ta đã tận dụng rất tốt và hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA. Mời quý bà con và các bạn cùng lắng nghe bản tin chi tiết giá lúa gạo ngày hôm nay. Lúa IR 504 5.500 đến 5.700 đồng một ký, lúa Đài Thơm 8 5.800 đến 5.900 đồng một ký, OM 5451 5.500 đến 5.600 đồng một ký, lúa OM 18 5.800 đến 5.900 đồng một ký, nếp An Giang tươi 5.700 đến 5.850 đồng một ký, nếp Long An tươi 5.650 đến 5.850 đồng một ký, lúa Nhật 8.200 đến 8.500 đồng một ký, lúa OM 380 5.600 đến 5.700 đồng một ký, IR 50404 khô 6.000 đồng một ký, nàng nhen khô 11.500 đến 12.000 đồng một ký, nàng hoa chín là 5.900 đến 6.000 đồng một ký. Tại chợ lẻ, gạo thơm Jasmine 15.000 đến 16.000 đồng một ký, gạo sóc thường 14.000 đồng một ký, nếp ruột 14.000 đến 15.000 đồng một ký, gạo thường 11.000 đến 12.000 đồng một ký, gạo nàng nhen 20.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài 18 đến 19.000 đồng một ký, gạo hương lài 19.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng một ký, nàng hoa 17.500 đồng một ký, sóc thái 18.000 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký, gạo Nhật 20.000 đồng một ký, cám 7.000 đến 8.000 đồng một ký, gạo nguyên liệu IR 504 7.900 đến 8.000 đồng một ký, gạo thành phẩm IR 504 8.600 đồng một ký, tấm IR 504 8.000 đến 8.100 đồng một ký, cám khô 8.100 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin giá cả thị trường về giá lúa gạo của ngày hôm nay. Quý bà con và các bạn thấy kênh hay, ý nghĩa thì đừng quên để lại bình luận của mình bên dưới video, cũng như đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn trong những bản tin kế tiếp.